Như vậy chính do hành kiết sanh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đài, tạo hiện hữu thân tâm, bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc, vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan. Như vậy, do danh sắc lục nhập được hiện thành sáu giác quan năng động, tiếp xúc sáu cảnh trần. Như vậy, do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh, sáu trần gặp sáu cảnh, khổ lạc xả phát sanh. Như vậy, do duyên xúc cảm thọ được tạo thành, khổ lạc ưu hỷ xả, nhân sanh mọi chấp trước. Như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục, tham muốn nên dính mắc, dục lạc cột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo tác có quả, có chủng tử luân hồi. Như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành, chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uổng này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, nên thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, xúc diệt, cảm thọ diệt, cảm thọ diệt, ái diệt, ái diệt, chấp thủ diệt, chấp thủ diệt, hữu diệt, hữu diệt, nên sanh diệt, sanh diệt, lão tử diệt, sầu uy khổ ưu não, toàn bộ khổ uổng này không hình thành tập khởi. Quyền thế khuyên phải ngậm danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hợp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời, lệ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tử đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, nắm cô phần đa thị thiếu niên nhân, tâm thân này vốn thật giả thân, nay còn đó mai chưa chắc được, phần nổi bệnh nổi già thúc phượt, sống trên đời sống được bao lâu, mới mày sanh kế đã bạc đầu rồi, rồi lại đến hoang khâu một năm, ôi tam thốn khí tại thiên năng dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu, muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt, nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, sanh già không hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại, kìa tử sanh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luân, ngẫm ngán thay định luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát, nếu chỉ nguyện thanh cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, thành bát chánh hướng về đạo quả, kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần, ly não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt, cầu chư Phật từ bi tiếp độ, cầu chư Phật từ bi tiếp độ, cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Hương linh Đặng Công Minh mất ngày 14 tháng 9 năm 2020. Hương linh quy y Phật, đấng thiên nhân điều ngự, bi trí vẹn toàn. Hương linh quy y Pháp, bậc chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Hương linh quy y Tăng, bậc hoàn trì chánh pháp, vô phước điền lần thứ hai. Hương linh quy y Phật, Pháp Tăng Tam Bảo lần thứ ba. Hương linh quy y Phật, Pháp Tăng Tam Bảo, nguyện thập phương tam thế Tam Bảo thùy từ tiếp độ. Hương linh Nguyễn, Hương linh Đặng Công Minh được trưởng thừa Tam Bảo lực, tốc xả mê đồ, siêu sanh lạc cảnh. Nguyện thập phương tam thế Tam Bảo thùy từ tiếp độ. Hương linh Đặng Công Minh mất ngày 14 tháng 9 năm 2020. Vãng sanh thế giới an lạc. Dạ, mô Phật, kính thưa quý vị. Bây giờ mời một vị thọ tam quy ngũ giới nha, đọc theo sư thôi. Ai ai giơ tay nè, Mỹ được không? Cho tín hiệu số 1 đi. Hay là An Nhiên? Cho một một người giơ tay nha, đọc theo sư. Rồi, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp,
Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Rồi mời chị. Con kính chào mấy anh chị xin phép giới. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này chứ được phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi thế nên chúng ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Ơi mời chị. Dạ xin vâng. Thưa sư, giờ con đọc sám hối à. Uttamange na wande hang ba da pan sum ba uttamang Út thê vô khá lý tô đô sô, út thô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na oanh đê hăng, thăm manh cha đô vi hăng phá răng, tham mê vô khá lý tô đô sô, tham mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hay bậc pháp bảo, là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang sang hành cha du vi thô ta măng, sang ghê vô khá lý tô đô sô, sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Một lần nữa xin kính chào đạo tràng. Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi học lớp của Nguyên Như. Bây giờ sư mời Nguyên Như cầm mic ngang và kính chúc quý vị thính pháp được an vui. Dạ, mô Phật. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng để truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, bây giờ Nguyên Như xin kính mời chị Nhung có thể post bài về tám cái tâm đại thiện để mà chúng ta ôn lại sơ một lần trước khi mà chúng ta vô bài học. Dạ, chị có thể là đăng phần Pali thôi, khỏi có đăng phần tiếng Việt. Chị từ hôm bữa giờ mình đọc quen rồi đó chị. Dạ, chỉ cần 8 câu ở Pali để cho mình cùng nhau đọc. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm và sư Pháp Trang có thể làm đầu tàu cho chúng con đọc theo ạ. Con xin chân mít lại cho chư Tăng ạ. Rồi, hình như sư thấy chắc phải sư phải xung phong trước, xong rồi sau đó thì theo Pháp Trang nha. Rồi kính mời quý vị đọc bài cho có phước. Maha Kusala Kama Vachara Chitta, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. So Manasa Sagatang Jnana Sampajuttang Asankharikang, tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ. 32. Somanasa Sagatang Jnana Sampajuttang Sasankharikang, tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ. 33. Somanasa Sagatang Jnana Sampajuttang Asankharikang, tâm đại thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ. 34. Somanasa Sagatang Jnana Vipajuttang Sasankharikang, tâm đại thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Số 35. Upekkha Sagatang Jnana Sampajuttang Asankharikang. 36. Upekkha Sagatang Jnana Sampajuttang Sasankharikang. 37. Upekkha Sagatang Jnana Vipajuttang Asankharikang. 38. Upekkha Sagatang Jnana Vipajuttang Sasankharikang. Sa thú, sa thú. Dạ, kính mời sư Pháp Trang, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin trả bài ạ. Maha Sukala Kama Vachara Chitta. 31. So Manasa Sahagatang Jnana Sampajuttang Asankharikang. 32. So Manasa Sahagatang Jnana Sampajuttang Sasankharikang. 33.
so manasasahagatang nhà nagwipayutang asangkharikang 34 so manasasahagatang nhà nagwipayutang sasangkharikang 35 ubekha sahagatang nhà nasambayutang asangkharikang 36 ubekha sahagatang nhà nasambayutang sasangkharikang 37 ubekha sahagatang nhà nagwipayutang asangkharikang 38 ubekha sahagatang nhà nagwipayutang asang sasangkharikang. Sa thú, dạ con đã trả bài xong ạ. Dạ, thân mời Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Trang, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ, con xin đọc bài. Maha Kusala Kama Vachara Chitta 31 So manasasahagatang nhà nau sambayutang asangkharikang 32 So manasasahagatang nhà nasambayutang sasangkharikang 33 So manasasahagatang nhà nawipayutang asangkharikang 34 So manasasahagatang nhà nawipayutang sasangkharikang 35 ubekha sahagatang nhà nasambayutang asangkharikang 36 ubekha sahagatang nhà nasambayutang sasangkharikang 37 ubekha sahagatang nhà nawipayutang asangkharikang 38 ubekha sahagatang nhà na quýt ba dút tăng sa sằng khà rí căng. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con xin mời vị kế tiếp trong đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn chị Kim Nhung ạ. Maha Kusala Kama Chawara Chitta So Manasasahagatang Nhà Nasambayuttang Asankharikang So Manasasahagatang Nhà Nasambayuttang Sasankharikang So Manasasahagatang Nhà Nasambayuttang Payuttang Asankharikang So Manasasahagatang Nhà Nawit Payuttang Sasankharikang Upekha Sahagatang Nhà Nasambayuttang Asankharikang Upekha Sahagatang Nhà Nasambayuttang Sasankharikang Upekha Sahagatang nhà na quýt ba dút tăng asankharikang upekha sahagatang nhà na quýt ba dút tăng sasankharikang. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời, dạ kính mời đoạn bàn tay của tịnh tâm ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Maha Cú Xá Lá Cà Mà Quá Chá Rá Chích Tá Sồ Má Ná Xá Xá Há Gá Tăng Nhà Ná Sầm Bá Dút Tăng Á Sần Khà Rí Cần 32 Sồ Má Ná Xá Xá Há Xá Há Gá Tăng Nhà Ná Sầm Bá Dút Tăng Xá Sần Khà Rí Cần 33 Sồ Má Ná Xá Xá Há Gá Tăng Nhà Ná Vít Bá Dút Tăng Á Sần Khà Rí Cần 34 Sồ Má Ná Xá Xá Há Gá Tăng
Nhà na vít bá dút tăng xá sằng khà rí căng. 35. Upet khà xá há gá tăng nhà na sầm bá dút tăng á sằng khà rí căng. 36. Upet khà xá há gá tăng nhà na sầm bá dút tăng xá sằng khà rí căng. 37. Upet khà xá há gá tăng nhà na vít bá dút tăng á sằng khà rí cằn. 38. Upet khà xá há gá tăng nhà na quýt bá dút tăng xá sằng khà rí cằn. Xà thú xà thú. Dạ kính cảm ơn chị Kim Nhung bót bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khaya. Con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, quý bà cô tu này cùng đồng thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Maha Kusala Kama Vachana Chitta 31 Sammanasa Sahagatang Nya Nasambayutang Asankari Kang 32 Sommanasa sahagatang ñāna sampayuttang sasankharikang 33 Sommanasa sahagatang ñāna vippayuttang asankharikang 34 Sommanasa sahagatang ñāna vippayuttang sasankharikang 35 Ubekkha sahagatang ñāna sampayuttang asankharikang 36 Ubekkha sahagatang ñāna sampayuttang sasankharikang 37 Ubekkha sahagatang ñāna vippayuttang asankharikang 38 Ubekkha sahagatang ñāna vippayuttang sasankharikang. Sa thú sa thú. Dạ con xin dừng mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ thưa con, kính đảnh lễ Tam Bảo, kính chào sư Thanh Tâm và sư Pháp Trang, và con kính thân chào đạo tràng. Con Maha Kusala Kama Vachara Citta 31 Sammanasa Sahagatam Ñāna Sampayuttam Asankharikam 32 Sommanasa sahagatam ñāna sampayuttam sasankharikam 33 Sommanasa sahagatam ñāna vippayuttam asankharikam 34 Asammanasa sahagatam ñāna vippayuttam sasankharikam 35. Upekkha sahagatam ñāna sampayuttam asankharikam 36. Upekkha sahagatam ñāna sampayuttam sasankharikam 37. Upekkha sahagatam ñāna vippayuttam asankharikam 38. Upekkha sahagatam ñāna vipayuttam sasankharikam. Sa thu sa thu. Dạ sư con em cảm ơn chị Hồng Nhung. Dạ và cảm ơn cả nhà. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và một lần nữa con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bà con có còn ai đọc nữa không, xin giơ tay, Nguyên Như sẽ nhường mic ạ.
Hôm nay lớp mình có dẫn nhiều vị, tự vì ngày mai là sẽ đi về Florida rồi lái tới mười mấy tiếng, thành ra hôm nay bà con chuẩn bị quá trời, ai cũng bận lu bu hết. Chị Nguyên Trang xong chưa? Chị Nguyên Trang ráng vô hả? Sa thú chị. Nếu mà ai chưa có bài Nguyên Như còn gửi thiếu thì xin cả nhà có thể nhắn cho chị Nguyên Trang, chị Nguyên Trang sẽ gửi bài ra ha. Và Nguyên Như chuẩn bị qua cái phần cái cách chia về trí, thì bây giờ mình xin qua cái cách thứ năm. Cái cách thứ năm là có ba loại trí, hay còn gọi là ba luân trong tứ thánh đế. Thì cái phần này á, nó cũng không có phải là khó cả nhà, nhưng mà tự vì nó mới, nó lạ đó, thành ra cái cách dùng từ với lại cái cách chia sẻ của cái bài chuyển pháp luân này nó hơi khó hiểu một chút xíu, thành ra Nguyên Như sẽ đi chậm chậm một chút, mà cái chư vị và cái chỗ nào không hiểu thì mình cùng nhau ôn lại ha. Thì trong cái phần này đó, Nguyên Như xin đi tới cái trang mà cái trang 143 đó cả nhà. Thì cái chữ ba luân á, nó cũng có nghĩa là ba trí. Ba luân là ba trí. Thì ba trí này gồm có sự thật trí, sở dụng trí và sở tác trí. Cả nhà ha, Nguyên Như xin lặp lại. Cái chữ ba luân cũng có nghĩa là ba trí. Ba trí đây là sự thật trí, sở dụng trí và sở tác trí. Còn về bốn đế thì mình rất là quen thuộc rồi. Bốn đế chính là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Như xin lặp lại, bốn đế tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì khi mà mình nghe được Chư Tăng hoặc là những trong những cuốn sách đó, người ta nói là ba luân 12 chuyển đó quý vị. Có nghĩa là mình lấy ba luân, mình nhân cho bốn đế, thành ra là 12 chuyển, hay có sách còn gọi là 12 thể. Tức là mình tính theo hàng ngang. Ở đây hàng ngang này là theo cái gì? Là theo bốn đế. Bốn đế mình sắp theo hàng ngang. Rồi mình thấy ba, mình lấy ba cái trí hoặc là ba luân đó, mình nhân cho bốn đế, thành ra là 12 chuyển. Hoặc là mình phải đi theo hàng dọc. Khi mà mình theo hàng dọc á, thì mình sắp bốn đế thành một cái hàng dọc từ trên xuống, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Thì mình lấy bốn cái đế đó, mình nhân qua cho ba cái luân, thành là 12 chuyển. Cả nhà theo được không? Có nghĩa đó là cái thứ nhất là mình lấy 3 nhân 4, cái phần thứ hai là mình lấy 4 mình nhân 3. Tức là mình lồng một cái bốn đế qua cái ba luân, cái phần sau thì mình lồng ba luân qua bốn đế thì tất cả là 12 chuyển. Bây giờ Nguyên Như xin đi trở ngược lại đầu, Nguyên Như ôm lại. Thì sơ sơ cái phần này á, tức là mình lấy ba luân nhân bốn đế, hoặc là bốn đế nhân ba luân, tức là thành 12 chuyển. Tức là cái bài kinh chuyển pháp luân là cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì sau đó có những cái bài phân tích rất là nhiều kiểu. Thầy kinh cũng có đi qua một cái phần ở trong đây, thành ra bây giờ chúng ta cùng ôn với nhau, để cái chỗ nào mà nó hơi luống giống như lọng cộng hay là bối rối á, thì mình ngừng lại mình ôn với nhau hay cả nhà. Bây giờ khi mà qua cái ba luân hoặc là gọi là ba loại trí, thì mình phải đi qua một cái phần sơ về tứ thánh đế. Thì Nguyên Như xin định nghĩa sơ sơ về cái bốn đế này. Định nghĩa thứ nhất là định nghĩa khổ đế. Tiếng Pali là Dukkha Saccha. Dukkha Saccha. Khổ đế đây là chân lý thứ nhất, hiện bày những cái tình trạng khổ đau của chúng sanh. Khổ đế đây á, chỉ là một cái hệ quả của nguyên nhân khác mà thôi. Bởi như vậy mà cái khổ đế này là một cái pháp mình cần phải biến tri. Cần phải biến tri là sao? Có nghĩa là khi mà mình thấy những cái sự đau khổ, phiền toái của nhân gian, mình phải hiểu đó là khổ.
Nhưng mà có khi đó quý vị, mình không có thấy đó là khổ mà mình thấy đó là vui. Chẳng hạn như là người ở trong cuộc á, thì mình không có thấy khổ nhưng mà người ngoài thấy khổ. Như chẳng hạn như là mình ngồi mình coi một cái phim đi, mình đói rồi mình không có như xin lỗi là nhiều khi mình cũng không có đi restroom, không có đi bathroom luôn. Mình ngồi mình coi từ tiếng này qua tiếng kia, rồi mình coi tới khuya, coi tới 3 giờ sáng, có khi coi 4 giờ sáng, có những khi coi tới 5 giờ sáng, mình thấy mình mệt mỏi, mình lết lên lết xuống như vậy mà con mắt á thì cứ dõi dõi vô cái tivi mà gục lên gục xuống thì cả nhà mình ai cũng thấy mình khổ. Mà quý vị có thấy quý vị khổ không? Không có thấy. Nhiều khi cái đơn giản thôi á mà mình thì người trong cuộc thì không có thấy khổ mà tất cả mọi người xung quanh đều thấy khổ hết. Rồi một cái thí dụ nữa là chẳng hạn như là một cái anh sinh viên mà ảnh cứ đi theo một cái cô bé mà tối ngày bao nhiêu tiền cũng mua quà mua này tặng kia cho cổ hết, mà mình thấy ảnh sao mà khổ dữ vậy mà ảnh không thấy khổ. Thành ra có những cái chuyện khổ đó, người đời không có thấy khổ mà Đức Phật đó, thì thấy khổ. Bởi vì cái chữ khổ này nè là một cái pháp cần phải biến tri. Mình nghe qua thì mình nói khổ thì khổ, có gì đâu mà phải nhận thấy. Mà thiệt ra mình không có thấy được quý vị. Nếu mà mình thấy khổ thì mình không có đi vòng vòng ở trong cõi ta bà lâu vậy, phải không? Mình không có tối ngày mình lại đi shopping, rồi mình lại coi tivi, rồi mình lại nghe nhạc, rồi mình lại nấu nướng, mời tất cả bạn bè lại rồi ăn, xong rồi hát karaoke. Nếu mà mình thấy khổ thì mình đâu có làm cái những cái chuyện mà người đời thì ta thấy rất là hạnh phúc, mà mình thấy sao mà mình thấy mất thời gian, mà có nhiều người cũng làm ha quý vị. Thiệt ra là thiệt trong cái tận cái sâu thẳm trong cái tâm mình đó, mình chưa có thật sự hiểu là khổ là cái gì đâu quý vị. Nếu mình khổ thì mình không có thể làm vậy. Nếu mà chúng ta thấy khổ hết thì chắc tất cả mọi người đều cạo tóc vô chùa tu giống Sư Thanh Tâm với Sư Pháp Trang hết rồi. Chắc là trong room mình chỉ có hai vị là Sư Thanh Tâm với Sư Pháp Trang mới hiểu được chữ khổ đế thôi. Thành ra thấy lúc nào thấy thấy lúc nào Nguyên Như lên chùa, Nguyên Như cũng thấy Sư Tâm nắm ngực kêu là khổ quá khổ quá. Có một mình Sư Tâm hiểu thôi, còn tất cả mọi người chúng ta chắc chưa được hiểu lắm. Rồi có một cái định nghĩa nữa về cái khổ đế đây, là nói gọn là tất cả mọi cái hiện hữu trên đời đều là khổ. Tức là quý vị nhìn cái gì quý vị cũng thấy khổ hết thì mới có nghĩa là quý vị hiểu cái chữ khổ là gì. Nhưng mà có chúng ta thì có những cái chúng ta thấy khổ ghê gớm lắm. Chẳng hạn như mình bị đụng xe, mình tông xe, mình gãy chân gãy tay, mình bị ung thư giai đoạn cuối, những cái đó thì mình thấy khổ. Còn có những cái thường thường á, thì mình không bao giờ thấy khổ. Mình đi làm cực khổ vậy chứ mình đâu có thấy khổ quý vị. Có lúc mà chuyện nào mà boss là la mình mới thấy khổ. Chứ bình thường mà mình được tăng lương chút xíu hay là nó cho cái bonus, cái là mình hết thấy khổ liền quý vị, phải không? Rồi tất cả mọi hiện hữu trên đời đều là khổ ha, mình phải thấy được cái chuyện đó. Rồi khổ á, có thể chia làm hai thứ. Một cái thứ thứ nhất á, thì chia làm hai kiểu chứ không như xin lỗi. Khổ có thể chia làm hai kiểu. Cái kiểu khổ thứ nhất á, là khổ này được chia làm ba loại. Ba loại này thì gồm có gì? Sẽ có khổ khổ nè, hoại khổ nè, hành khổ nè. Khổ khổ tiếng Pali là dukkha dukkha. Khổ khổ này chính là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu. Làm gồm có khổ thân và khổ tâm. Thí dụ như mình đang đi như vậy, tự nhiên cái dép cao, cái guốc cao gót của mình bị gãy ở phía sau đó, mình trật cái chân một cái, mình bị bong gân, thì cái đó đó là cái khổ thân, nó rất là đau. Cái đó là trực tiếp đó, sự có mặt làm cho mình khó chịu. Và cái sự khổ tâm đây là gì? Tự nhiên cái mình đang đi như vậy, có một người gọi phone báo cho mình biết á, là một cái người bạn thân của mình á, mới vừa bị đụng xe chết, hay là đang mới bị vừa bị ung thư, mới vừa mất ở tại bệnh viện, thì cái đó là cái nguyên nhân trực tiếp làm cho mình xuất hiện cái sự khổ tâm. Đây á, là khổ khổ dukkha dukkha, là cái khổ này rất là rõ ràng, phải không cả nhà? Rồi cái loại khổ thứ hai là cái hoại khổ. Vipatunama dukkha,
vipatuna ma dukkha. Cái hoại khổ này là một cái sự biến mất hay là gián đoạn của những cái gì mà làm ta dễ chịu. Thí dụ như mình đang ở trong một cái căn phòng có một cái máy lạnh. Một cái máy lạnh nó chạy đang bình thường, mình đang ngồi mình học kinh, mình đang ngồi mình đọc sách như vậy, tự nhiên cái máy lạnh nó bị cúp điện đi, nó bị hư, bị cúp điện hay một cái lý do gì đó, cái máy lạnh nó không chạy nữa. Thì khi cái máy lạnh không chạy thì sao? Nó sẽ làm cho cái sức nóng của ở những cái hơi, những cái sức nóng ở ngoài cửa sổ nó len lỏi. Thí dụ như mình ở bên Mexico hay là mình ở một cái xứ rất là nóng đi quý vị. Thì tự nhiên cái máy lạnh nó mà nó mất hay gián đoạn, nó mất điện đi, nó sẽ làm cho mình cảm giác cái sự hoại khổ. Nó làm cho những cái điều kiện mà mình dễ chịu nó bị biến mất. Hay là mình đang ăn một cái ly cà rem ngon, thiệt ngon, đang ngồi ngồi ngoài bên công viên, cái có một cái thằng bé nó chạy ngang, nó đụng vô mình cái rầm, dằn cái ly kem xuống đất hết ăn. Cái đó cũng là hoại khổ, tức là sự biến mất hay gián đoạn của những gì làm cho thích thú dễ chịu đó quý vị. Rồi cái thứ ba là hành khổ. Abhisankhara dukkha. Abhisankhara dukkha. Đây là bản chất lệ thuộc vào những điều kiện để có mặt. Có nghĩa là sao? Tức là nếu mà mình nói mình là một cái chúng sanh ở trong 31 cõi, bất cứ cái cõi nào trong 31 cõi đó là hành khổ hết. Tức là bản chất lệ thuộc, tức là mình có mặt ở xứ đó là khổ rồi. Bây giờ một cái thí dụ gần hơn nữa là mình là một cái người dân ở trong những cái xứ đang có chiến tranh, đang có cứ bỏ bom, cứ terrorist hoài, giống như mấy cái xứ bên Iran, Iraq, thì cái đó chính là hành khổ. Tức là bản chất lệ thuộc điều kiện, khi mà mình ở trong xứ đó là không cần nói cái gì xa xôi, hãy ở xứ đó là thấy xui rồi. Hoặc là mình là một cái người tù, mình bị đày ở trong một cái Alcantara, là cái chỗ mà ở bên Cali có một cái chỗ cái nhà tù mà nó ở ngay giữa cái đảo gì Alcantara đó. Tức là mình mà bị đài vô trong đó là cái bản chất lệ thuộc điều kiện là không có cần nói gì xa xôi là đã thấy là hành khổ rồi. Hoặc là một cái cô gái mà đi nghèo, không có cái người thân nào hết, mà bây giờ phải đi lấy chồng, bỏ quê, bỏ nhà, đi xa xứ, mà chỗ xa đó không có một cái người thân nào biết cô ta hết, thì cái đó cũng là một cái sự hành khổ, là bản chất lệ thuộc. Tức là có nghĩa là quý vị nghe nói, thấy, nghe tới là đã biết là không thể nào ngóc đầu lên nổi, là nó xui và nó đã khổ rồi chứ không có cần nói xa hơn. Thì cái đó chính là hành khổ. Rồi cái loại thứ hai mà mình chia khổ, cái loại thứ hai đó là khổ. Cái loại khổ này mình có thể chia làm 8 loại, mà nôm na mình gọi là bát khổ đó quý vị. Ở đây á, có những sách á, thì sẽ gọi là sanh khổ, già khổ, tức là sanh, lão, bệnh, tử khổ, rồi ái biệt ly khổ, oán, tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, rồi một cái nên là ngủ ấm xí thạnh khổ. Mà như thấy những cái chữ đó đó, nghe nó giống như cái từ Hán Việt nhiều quá đó, thành ra Nguyên Như chọn là sẽ để cho cái từ tiếng Việt mình vô đây để cho cả nhà, hoặc là cái người nào hiểu rồi thì cũng không có thắc mắc, và những cái người cái vị nào mà không có rành cái tiếng Hán Việt nhiều đó thì người ta gặp người ta cũng không có bị rối lắm ha cả nhà. Nguyên Như xin đi qua cái phần là sinh khổ. Sinh khổ là một cái bào thai ở trong bụng mẹ tối tăm chật hẹp nè, khi sanh ra thì rất là đau đớn vô cùng. Tức là cái nghe cái chữ sinh đó là đã thấy khổ rồi. Em bé mà vừa sanh ra khóc chứ bao giờ em bé sanh ra cười đâu, phải không quý vị? Tức là cái sanh, mình có cái sự sanh là đã có sự khổ đi dính chung rồi. Khi già là phải khổ rồi. Tinh thần thì suy sụp nè, thân thể thì già yếu nè, quên lên quên xuống nè. Rồi nhiều khi ở nhà một mình, con cái đi làm hết, muốn ăn cũng tay chân đó thì run rẩy, mà không có nhớ là mình ăn rồi hay ăn chưa. Mà nhiều khi đi ra mình muốn nấu một cái tách trà, ly trà, mà cứ tay chân run rẩy, rồi bể cái này đổ cái kia, rồi về con cái nó la mình, rồi nó nói nặng nói nhẹ cũng tội ha quý vị.
cái già nó không có sướng bao giờ hết á. Rồi cái thứ ba là cái bệnh khổ. Bệnh khổ thì sao? Nhẹ đó thì mình nhức đầu chóng mặt, nặng thì mình bị đau gan, đau ruột, rồi mình bị ung thư. Hễ mà có bệnh là có khổ. Mà nếu mà cái người mà bệnh nặng thì nói trời ước gì mà tôi bệnh nhẹ nhẹ một chút. Mà cái thằng nào mà nó nhức răng á, thì nó nói cái thằng nhức đầu á, nó sướng hơn. Cái thằng nhức đầu á, thì nó nói là cái thằng nhức răng nó sướng hơn. Thiệt ra đó, khi mà quý vị bệnh cái gì đi nó cũng khổ hết, từ nhẹ tới nặng. Quý vị thấy có ai bệnh mà nói tôi bệnh này tôi vui quá không? Thành ra nói có bệnh là có khổ, và không có cái bệnh nào mà nó sướng hơn cái bệnh nào, tùy theo cái nghiệp của mình thôi. Chứ mình không có ngồi để mình chọn, nếu mà tôi bệnh thì tôi lựa cái bệnh này đi, nó nhẹ hơn cái bệnh kia, phải không cả nhà? Rồi chết thì khổ. Cái chết á, nó làm cho cái tâm người sắp chết nó rất là sợ hãi. Rồi khi mà mình gần đi đến cái lúc mà mình vĩnh biệt cái thế giới rồi đó, cái thân nó đau dữ lắm. Như xin kể cho quý vị một chút xíu là khi mà coi như làm ở trong cái pharmacy đó, khi mà mình thấy những cái người bác sĩ, cái vị bác sĩ mà đánh qua một cái toa gọi là morphine đó quý vị, morphine mà drop đó là nó từng giọt đó, là coi như đã nói với mấy người tech là trời quý vị ơi, có một người sắp đi rồi. Thì họ hỏi tại sao khi mà bác sĩ hay là y tá trong bệnh viện á, mà phát qua trong cái computer một cái morphine mà drop là nhỏ từng giọt vô đó, là cái người đó phải ở trong hospice, tức là tức là bệnh viện nó chê rồi đó cả nhà. Nó đi qua cái hospice thì cái bệnh nhân họ nằm ở đó đó, bắt đầu khi mà gần đi đó, những cái tay chân họ bị co rút rất là đau. Khi mà nó đau như vậy họ chịu không có nổi. Thì mình phải nhỏ từng cái giọt á, tức là người thân của mình khoảng 4 tiếng hay là 5 tiếng phải nhỏ từng cái giọt morphine vô trong á, để cho cái muscle, cái họ relax xuống để mà họ đừng có đau. Mà mấy người nurse còn dặn là khi mà mình gần mất như vậy á, mình đừng có đụng, đừng có xoa bóp cái bệnh nhân nhiều. Tự nhiên người ta lúc đó người ta đang hôn mê, người ta không có nói được, nhưng mà cái cơ thể rất là đau đớn, cái gân nó bị rút lại đó. Thành ra cả nhà nhớ chỗ đó ha. Khi mà bị mất á, thấy tay chân người ta bắt đầu hơi bầm bầm đen đen, mình đừng có vuốt, mình đừng giống như bình thường mình thương, tức là mình vuốt, lúc đó mình vuốt á là nó sẽ sốc những cái thần kinh ở chung cái tay cái chân của người bệnh, họ rất là đau đớn mà họ không nói được. Thành ra đừng có đụng tới, như có nhớ mấy người nợ dặn á, những người bệnh đừng có đụng gì tới họ hết, mà khi đụng nó phải rất là nhẹ nhàng, giống như là mình cần lau gì cho người nhà của mình đó, mình phải thiệt là nhẹ. Từ khi mà chết cái thân nó đau kinh khủng lắm, một viên vậy đó mà vô không có nhằn nhòi gì hết á. Nhưng mà theo những theo chư tăng nói đó, thì có các ngài lại không có muốn bệnh nhân dùng một viên. Nhưng mà nếu mà mình có cái tâm chánh niệm đó cả nhà, mình biết được, mình quán vipassana quen, mình biết được cái đó là đau đau, nhận biết cái sự đau đó rồi mình ra đi đó, thì nó sẽ tốt hơn là mình dùng cái morphine. Tại sao? Tại vì khi mà mình dùng cái morphine á, cái tâm của mình á, lúc đó nó không có còn sáng suốt nữa, nó mơ mơ hồ hồ, tức là nó sẽ tăng trưởng cái tâm si lên rất là nhiều. Thì cái cảnh giới kế tiếp của mình đi đâu thì mình không biết được, từ cái tâm mình đang mê đó. Nhưng mà cái đó thì trong đạo mình nói như vậy, nhưng mà trong cái những cái hospice á, cái đó là một cái guideline, cái policy của người ta rồi. Quý vị có nói cũng không có nghe nữa, trừ khi nào là người thân mình được đem về nhà. Để mà ở nhà thì mình có quyền như vậy thôi, chứ ở trong đó là nurse nó cứ vô, cứ nó nhỏ, cứ mỗi 4 tiếng nó vô nó nhỏ trong cái lưỡi của mình á, cho những người thân mình đó cả nhà. Thành ra cái đó cũng rất là khó ha, cái tùy nghiệp duyên của mỗi người thôi. Như xin đi tiếp qua cái phần kế là thân ái biệt ly khổ, có nghĩa là nỗi khổ khi mà xa cách người mình thân yêu. Giống như có nhiều cặp vợ chồng mới vừa lấy về rất là thương, về lấy được có bốn ngày thôi thì anh hay là chị đó bị xe đụng chết, thì cái nỗi khổ đó đau đớn cỡ nào ha quý vị. Và rồi giống như là có những cái gia đình mà có những đứa con mới vừa ra trường học được bác sĩ, chưa vui được mấy ngày, mới đi làm có ngày đầu,
hay là tuần đầu thôi bị xe đụng chết. Như gặp cái trường hợp đó nghe nói nhiều lắm mà cũng gặp nữa. Thành ra cái chỗ đó đó, cái thân ái biệt ly khổ, khổ không chịu nổi, không biết đâu mà. Tức là lúc đó có nhiều người khổ mà giống như bị loạn trí luôn á cả nhà. Rồi cái khổ khác nữa là oán ghét gặp nhau thì khổ. Cái thân xa là khổ rồi, mà cái ghét gặp nhau á, nó khổ dữ lắm. Mình đang ngồi mình vui cười vậy mà gặp cái người mình không ưa, mình tức, mình ghét đó, chỉ có sự xuất hiện cái khuôn mặt đó với lại cái giọng nói đó trong một cái phương viên rất là rộng lớn, chẳng hạn như cùng một cái park hay là cùng một cái cafeteria mình ăn, cùng một cái lớp học, một cái lớp 50-60 người mà chỉ có cần cái người đó xuất hiện thôi là mình không được vui, mình rất là bực bội. Quý vị thấy mình khổ ghê không? Thành ra không có biết là thân ái biệt ly khổ nó khổ hơn hay là oán ghét gặp nhau nó khổ hơn. Nhưng mà có cái người mà cái sự thù hận oán ghét họ ít á, thì họ không có thấy là nó khổ. Nhưng mà cái tùy theo là cái sự sân á họ nhiều hơn hay là cái sự ái họ nhiều hơn, mà mỗi vị sẽ có quyết định cho mình là cái ái biệt ly khổ hay là oán ghét gặp nhau khổ. Cái này không có ai giống ai nha cả nhà. Thành ra mình ngồi mình nghiệm lại coi cái nào mà mình thấy khổ hơn á, là mình chính là cái tánh mình á là có sân hơn hay là có ái luyến ái nhiều hơn rồi đó. Cầu không được khổ là sao? Khi mà mình mong cầu cái chuyện gì đó mình không có được, mình rất là khổ. Mình thích á, ở trong công ty mình đang thích được tăng lương nè, mình thích được thăng tiến về cái promotion, mình thích được làm boss lắm. Nhưng mà có 2-3 người đang ganh đua với nhau mà người ta được, mình không được. Buồn không quý vị? Buồn lắm chứ. Mình nói mình không buồn tự vì mình không có quan tâm cái chuyện đó. Nhưng mà khi mình quan tâm rồi á, là mình cũng buồn dữ lắm. Như nghĩ đơn giản giống như là mình đi ra cái shopping á, mình thích một cái áo đầm đẹp mà nó mắc quá, mình không có tiền mình mua. Đến hồi mà nó có tiền rồi á, mình chạy ra thì người ta đã bán rồi, không còn cái nào nữa. Tức là mình cầu mong cái chuyện đó không được, có nổi cái áo thôi mà mình cũng đau khổ rồi, chứ mình đâu có vui đâu, đừng có nói là chuyện gì xa xôi phải không quý vị. Rồi một cái nữa đó là chấp thủ năm uẩn khổ. Năm uẩn là sao? Đây chính là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái sắc uẩn đây chính là cái sắc pháp, là cái thân của mình đây. Còn thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Thành ra khi mà mình nói chấp thủ năm uẩn khổ đó, có nghĩa là khổ ở đây khổ cả thân và cả tâm. Cái sự xuất hiện của mình ở trên thế gian này nè, là đã có đủ năm uẩn rồi. Mình là cảnh dục giới là mình năm uẩn rồi, tức là khổ đầy đủ, khổ đều đặn mà khổ dai dẳng. Khổ nào mình cũng có hết đó quý vị. Thành ra theo quý cả nhà thấy cái khổ này đó, có thể chia làm 3, mà có chỗ thì chia làm 8. Tùy theo cái sự tỉ mỉ của cách chia của mình mà sẽ ra 3 hay là 8. Rồi quý như xin đi qua cái đế thứ 2 chính là tập đế. Samudaya Satcha. Samudaya Satcha đây chính là cái chân đế thứ 2. Chân đế thứ 2 chỉ về cái nguyên nhân mà tạo ra cái hệ quả khổ đế này. Nguyên nhân ấy chính là điều kiện trở thành, điều kiện dẫn đến một sự hiện hữu. Và cái tập đế này chính là ái tham. Sau này cái phần mà tứ đế này mình sẽ học, khi mà mình học hết tất cả cái bản niêu đó, thì cả nhà sẽ được thầy kinh dạy qua cái phần gọi là tứ đế mà mình chia theo cái bản chi pháp, thì lúc đó cả nhà thấy rõ hơn. Trong cái phạm vi bài học này, Nguyên Như không thể để cái chi pháp được, tự mình chưa có học tới mà để ra thành giống như là mê hồng trận vậy đó. Thành ra Nguyên Như không có bỏ chi pháp vô, mình chỉ nói cái theo cái lý thông thường để mình hiểu sơ về cái tập đế thôi, chứ nếu hiểu rõ thì mình chưa hiểu rõ được đâu cả nhà, nó rất là sâu. Khi mà mình nói về tập đế đây á, thì mình nói là cái tham đi, cái ái tham, nó chính là cái tập đế. Thành ra cái tập đế một cái phần này nữa, là nó là cái tính chất phiền não của tập đế đó. Thành ra khi mà mình hiểu được rồi á, đây là một cái pháp mà mình cần phải đoạn trừ.
mình tu làm sao để mà mình trừ được hết cái tập đế đó. Cái đó chính là con đường của mình đi. Và một cái định nghĩa khác á, tập đế là sao? Là niềm đam mê thích thú trong mọi thứ. Khi mình mê mình thích cái gì thì mình biết nó chính là tập đế. Cái ái đó, cái tham ái đó chính là cái nhân tố mà dẫn tới sự tái sinh. Nếu mà mình không có ái thì mình sẽ không có quay trở lại cái thế giới này đâu quý vị. Mà ái này nó có ba loại, nó có dục ái, nó có hữu ái và có phi hữu ái. Về cái thứ nhất là dục ái đó, kama tanha. Dục ái đây chính là một cái sự tham muốn của năm căn. Năm căn là sao? Là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân. Sự tham muốn của năm căn đối với năm dục, trưởng dưỡng hay là trần cảnh. Có nghĩa là con mắt mình á, thì lúc nào nó cũng thích nhìn ngắm cái này cái kia. Cái lỗ tai của mình á, thì mình thích nghe cái âm thanh dịu ngọt nè, thích nghe nhạc nè, thích nghe những cái người nào mà khen mình nè, người nào mà nói ngọt, nói vuốt ve mình nè. Mình đâu có thích nghe tiếng chửi rủa, nghe tiếng người ta nói xấu mình đâu, phải không cả nhà? Rồi còn mũi á, thì mình thích cái mùi hương thơm, mùi cái nào mà mùi hôi, mùi khó chịu mình đâu có thích đâu. Rồi cái lưỡi của mình thì sao? Mình ăn á, mình nhà hàng nào cho sang, cho ngon, những cái món ăn nào mình làm á, mặn một chút á là mình nổi sân, ngọt một chút á là mình chê, nguội một chút là mình không thích, mà nóng quá thì mình lại bắt đầu mình giận hờn đủ thứ chuyện hết. Mình phải làm sao để mình thỏa mãn cái lưỡi thì mình mới vui. Còn cái thân mình thì sao? Lúc nào đó mình cũng thích bận đồ cho thiệt là đẹp nè, mình bận đồ mà cho mắc tiền nè, với mắc hơn người kế bên. Mình đi vô mình mua đó, mà mình phải lấy cái tay mình sờ lên cái miếng vải coi nó có dịu trong cái tay hay không. Mình ngủ một cái chỗ nào mà hơi nhám, hơi thô, cái giường cái ra nó hơi có một cái bụi một chút xíu, có hơi dơ một cái gì chút xíu là mình đâu có chịu. Quý vị thấy không? Mình nghĩ là cái tâm thì mình nghĩ ồ, tôi là giàu sang, ăn trên ngồi trước, thành ra tôi phải vậy. Nhưng mà thiệt ra tất cả những cái đó là một cái sự tham muốn luyến ái của cái năm căn với cái năm trần hết á. Cái đó là một cái dục ái, cái khả năng cái sự mà dính mắc của mình đối với cái cuộc sống này đó quý vị. Nếu mà không có sự khả ái trong cái dục trần á thì mình sẽ không có dục ái. Mà cái dục ái này đó thì nó bị tẩy trừ ở cái vị nào? Ở vị thánh Anaham thôi. Anagami mắt gá. Anagami mắt gá tức là khi mà hành giả trở thành cái vị thánh bất lai. Cái vị thánh bất lai rồi á thì cái dục ái này mới được tẩy trừ, tức là nó mạnh lắm quý vị, không có dễ mà mình hết đâu. Nhiều khi lâu lâu mình nói sao lâu rồi mà tôi không thích này kia. Cái sự đó, cái sự chán sao lãng đó giống như là một cái phiền não nó ngủ ngầm, nó chưa có hiện ra. Lâu lâu cái mình nổi hứng là mình không có thích đi shopping nữa. Lâu lâu mình không thích ăn này, thích ăn kia. Cái mình tưởng là mình chắc cao lắm rồi, đắt lắm rồi, không có đâu nha quý vị. Lâu lâu nó mệt, nó lâu lâu mới bị quải thôi. Chứ vài bữa nó quay trở lại y chang, là những khi nó còn mạnh hơn hồi xưa nữa. Rồi cái như xin đi qua cái phần thứ hai là cái phần hữu ái, phá quá tanh hà. Cái chữ phá quá đây á, cái nghĩa đen nó là trở thành. Phá quá nghĩa là trở thành. Ở đây đó muốn nói đến cái sự hiện hữu, cái sự tái tục và cái sự luân lưu trong cái vòng luân hồi. Có nghĩa là mình khi mà mình biết á, mình khi mình chết á, mình vẫn muốn tái sanh lại. Mình gần ra đi rồi, mình cũng luyến tiếc cái người vợ của mình, người chồng của mình, đứa con học giỏi của mình, cái nhà của mình, những cái bịch hột xoàn, cái bịch kim cương của mình, những cái cây vàng của mình giấu ở trong cái tủ. Mình thích trở lại cái cõi này, hoặc là mình chê cõi dục giới thì mình lại, khi mà mình làm phước, mình cũng muốn quay trở lại những cái cõi cao hơn. Cõi mình nghe Chư Tăng kể cái cõi Phạm Thiên nè, cái cõi Đao Lợi nè, những cái cõi mà nó thù thắng hơn cái cõi dục giới thì mình vẫn mê, vẫn thích cái đó. Thì cái sự bám vào đó đó, nó chính là cái hữu ái. Thì cái chỗ đây đó,
Hương Như xin đọc tiếp là khi mà mình thích 31 cõi hữu này nè, mình từ việc sanh trong từ cái cõi thấp rồi lên cái cõi trời cao nhất, mà những cái phá quá tanh ha này á, những cái hữu ái này khiến cho cái con người mình dù là bệnh hoạn, quý vị tưởng tượng những cái người mà họ bệnh, họ nằm liệt giường đi, họ bị gãy chân gãy tay, bị tai nạn rất là nặng, mà quý vị hỏi họ còn sống không? Họ còn sống, họ thích chứ, họ đâu có nói là thôi để tôi chết đi. Có mấy người mà nói là để tôi chết phải không quý vị? Họ vẫn muốn như vậy. Rồi khi mà những cái người này bệnh hoạn nè, dù trọng thương mà tàn tật bao nhiêu vẫn bám vào cái sự sống và rất là sợ chết, thì cái hữu ái này đó nó được đạn trừ ở giai đoạn nào? Tới cái bậc A La Hán nha quý vị mới không sợ chết, tới cái bậc tứ quả, tới A La Hán đạo đó, A La Hán đạo, A La Hán quả mới đoạn trừ được cái hữu ái này, chứ không phải dễ ha quý vị. Phần thứ ba là phi hữu ái. Quý phá quá tanh ha, quý phá quá thành tanh ha, cái thường gọi là đoạn kiến, thường gọi là đoạn kiến, cho rằng chỉ có một kiếp sống duy nhất, chết là hết. Phi hữu ái có nghĩa là không có gì sau đó hết, chết là hết. Do quan niệm mà có một kiếp sống như vậy, cho nên là quý vị thấy những người nào, những cái vị nào mà lúc nào cũng muốn hưởng thụ nè, muốn những cái lạc thú nè, ăn chơi trác tán nè, những cái người này thì nghĩ là ồ, kiếp sống này cũng có đời này đâu có kiếp sau đâu, mình xài cho nó đã đi, chứ thôi chết là hết rồi, mà không chết á, để của ở đây nhiều quá nó phí, thành ra mình ráng mình xài cho nó hết, ăn cho hết, mình xe xua rồi mình làm cho mình hưởng lạc, gọi là hưởng lạc hưởng thụ rất là nhiều, để mà lỡ mà chết sao họ nghĩ là cái này là đoạn kiến, không còn kiếp sau nữa, không xài uổng đó quý vị. Thành ra những cái vị này nè, khi họ có cái đoạn kiến, họ dễ bị vô cái tình trạng gọi là sa đọa, hưởng lạc lắm. Mà cái sát na nhập lưu đạo sẽ diệt được cái phi hữu ái này. Cái này cũng khó hay quý vị, vô cái dòng nhập lưu rồi đó mới có diệt được cái hữu ái này, chứ không phải là dễ dàng đâu. Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ ba là diệt đế. Nirodha Saccha, Nirodha Saccha, chân lý thứ ba này chính là cái tình trạng chấm dứt tập đế. Tình trạng chấm dứt tập đế, không còn cái hiện hữu của khổ đế nữa. Giống như là cái hiện tượng dập tắt và một cái sự không còn ngọn lửa nữa, tức là nó phục tắt đó, chính là cái diệt đế. Diệt đế đây là cái niết bàn. Mà niết bàn là sao? Là một cái hiện tượng tịch diệt, vắng lặng, không có cái gì hết ở trong này. Mà niết bàn chính là mục đích rốt ráo trong cái sự giải thoát. Khi mà mình hiểu như vậy rồi đó, thì mình biết được diệt đế gọi là pháp cần phải tác chứng. Như xin lặp lại, diệt đế là được gọi là pháp cần phải tác chứng. Nói gọn lại, cái diệt đế chính là cái trạng thái vắng lặng của khổ đế, sự vắng lặng của tập đế và một cái sự vắng lặng của đạo đế. Thì khi mà mình vắng lặng ba cái trạng thái khổ đế, tập đế và đạo đế này, có chỗ sách nói đơn giản nó chính là cái sự vắng mặt của đam mê thôi, nó cũng nói ra được cái phần là diệt đế nữa cả nhà. Thành ra nó có nhiều cái loại định nghĩa ở đây ha. Rồi Nguyên Như xin đi qua cái phần đạo đế là Magga Saccha. Đây là một cái chân lý thứ tư. Chân lý này nói về con đường dẫn đến mục đích diệt khổ. Nói rõ hơn, cái đạo đế này chính là cái bát chánh đạo, là đạo lộ niết bàn đây. Đạo lộ này là bát chánh đạo, là những cái yếu tố thiện pháp mà nó có khả năng rèn luyện cái trí tuệ giác ngộ. Vì vậy cái đạo đế này là một cái pháp mà mình cần phải tu. Mình cần phải tu tập cái đạo đế này đây. Đi vào sâu cái phần bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì gồm có gì? Có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp,
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì phần chánh kiến đó, cái tên Pali là Sammadhi, Sammadhi, thấu triệt tứ đế là thấu triệt thực tánh của vạn pháp, hay thấy vạn pháp đúng như thật là bản chất của chúng. Là nếu mà đó là pháp hiệp thế đó, thì danh sắc nó là đối tượng. Nhưng mà nếu đây là pháp siêu thế, thì phải lấy niết bàn làm đối tượng nha quý vị. Chứ không phải chánh kiến nào cũng lại lấy danh sắc đâu. Khi mà những cái vị mà tu lên, những cái vị trong đạo và trong quả họ tu, thì họ sẽ lấy niết bàn làm đối tượng. Cả nhà nhớ chỗ này nha, coi như có để cái hoa thị đó. Rồi, chánh tư duy, Sammasankappa. Sammasankappa gồm có ba loại. Thứ nhất là tư duy xuất ly, thứ hai là tư duy vô sân, và thứ ba là tư duy vô hại. Tư duy xuất ly, tiếng Pali là Nekkhamma. Tư duy vân, tiếng Pali là Abhya Bà Đá. Và tư duy vô hại là Ahimsa. Ahimsa. Chánh tư duy này giúp cho tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác vận hành chuẩn xác trong cái tứ niệm xứ. Khi mà mình nói về cái chánh kiến, chánh tư duy này đó, thì nó thuộc yếu tố về tuệ trong cái bát chánh đạo. Tuệ đây chính là Tăng Nha. Thì chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về phần tuệ nha cả nhà. Rồi Nguyên Như đi tiếp là cái phần chánh ngữ là Sammavacha. Chánh ngữ đây là không có nói dối nè, không có nói lời thô ác, không có nói lời vô ích, hay là những cái lời đem lại sự tai hại cho người khác. Căn bản của các khổ nghiệp là tham sân si. Nếu mà có chánh tư duy đó, thì cái chánh ngữ sẽ dễ dàng làm việc và sẽ không có những cái việc mà tham sân si, nói lời thô ác. Khi mà mình có chánh tư duy, tự nhiên cái mình sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rất là dễ. Ý của cái phần này nói là như vậy đó cả nhà. Về cái phần chánh nghiệp là Sammakammanta. Sammakammanta là hành động chân chính như là giữ giới. Chánh tư duy sẽ bảo đảm cho các hành động chân chánh này. Thành ra, cả nhà thấy cái không, cái phần cái chánh tư duy nó rất là quan trọng trong cái việc mà giữ về cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đây. Rồi tiếp tục tới chánh mạng chính là Samma Avijja Ajiva. Samma Ajiva là nghề nghiệp chân chánh. Tức không làm những hệ nghề tai hại như là mua bán vũ khí vân vân, thì mình không có làm mua bán rượu này kia đó, mua bán cái thân mạng của chúng sanh, mình sẽ không có làm những nghề nghiệp như vậy khi mà mình giữ cái chánh mạng này. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này thuộc là yếu tố giới ở trong bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc yếu tố là giới. Tới phiên chánh tinh tấn, chánh tinh tấn chính là Sammavayama. Sammavayama là tứ chánh cần loại trừ các phiền não. Tứ chánh cần loại trừ các phiền não. Tứ chánh cần này giúp cho định và tuệ nảy sanh. Như xin đi tiếp tục tới cái chánh niệm Sammasati. Chánh niệm ở đây đề cập đến niệm trong tứ niệm xứ. Chánh niệm này tùy thuộc vào chánh tinh tấn để mà phát triển. Nguyên Như xin lặp lại là cái chánh niệm này nó tùy thuộc vào chánh tinh tấn để mà phát triển. Rồi tới chánh định. Chánh định là Sammasamadhi. Sammasamadhi là một cái sự nhất tâm hay là định tâm trong cái sát na hiện tại đối với phần tứ niệm xứ. Muốn được hoàn thiện thì chánh định cần phải có sự trợ giúp của chánh tinh tấn và chánh niệm. Quý vị thấy ba cái chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn này nó đi chung với nhau không? Thành ra, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định này nó thuộc về yếu tố định trong bát thánh đạo nha cả nhà. Nó là một phần trong cái yếu tố định. Rồi, về cái khổ đế và tập đế á, đây chính là hiệp thế đế, lô ký giá sách chá. Rồi cái phần diệt đế và đạo đế, đây chính là siêu thế đế, lô cút tá rá. Sách chát,
Okuttara Sacca. Thành ra trong cái phần mà ba luân 12 chuyển đó, hồi nãy giờ Nguyên Như đi sơ qua, còn cái phần mà tứ đế để cho mình biết là mình nói cái gì trong cái bài kinh ba luân 12 chuyển này. Bây giờ mình mới đi vô cái phần, nếu mà quý vị ở nhà có rảnh đó, quý vị sẽ coi cái sơ đồ mà Nguyên Như vẽ ha cả nhà. Nguyên Như có vẽ cái sơ đồ mà về thầy kinh giảng đó, nó có cái hình đó. Thì cái hình này rất là khó nói qua cái bao thoát này. Nguyên Như sẽ để cả nhà tự mỗi người coi ha. Nó cũng là lặp lại trong cái phần mà Nguyên Như sắp đi qua thôi. Khi mà mình đi theo hàng ngang đó, thì ba luân này đó là ba cái trí. Trí thứ nhất á là sự thật trí. Sự thật trí này chính là pháp học. Sacca nhà ná, đây là một cái trí tuệ mà nhận hiểu được bốn sự thật. Bốn sự thật mà hồi nãy giờ mình mới đi qua đó cả nhà. Đây là khổ, ha. Rồi đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo lộ. Hay là gọi là đây là con đường đưa đến diệt khổ đó. Tức là khi cái sự thật trí này á, nó nhận hiểu được cái tứ đế. Khổ nè, mình biết khổ, mình nhận diện được khổ. Mình biết đây là khổ tập, tức là tập đế đó. Mình biết đây là khổ diệt, tức là mình biết được diệt đế. Mình biết đây là khổ diệt đạo lộ, tức là mình biết được cái đạo đế. Rồi tới cái trí thứ hai là sở dụng trí, hay còn gọi là có nghĩa là pháp hành đó. Trong cái pháp hành thì tiếng Pali là kicchanyana. Đây là một cái trí mà nó nhận hiểu cái tính ứng dụng thực hành trong tứ đế. Hồi nãy đó, trong cái sự thật trí mình nhận hiểu được đây là khổ, thì bây giờ khi mà mình nhận hiểu được rồi, cái bước kế tiếp của mình là gì? Cái khổ đế này phải được biết một cách đầy đủ và rõ ràng, có nghĩa là khổ đế phải cần được biến tri. Rồi cái tập đế sao? Cực loại trừ, có nghĩa là mình hiểu được cái tập đế là nguyên nhân của sự khổ rồi, thì đương nhiên mình phải đoạn trừ. Cái bước kế tiếp của mình hiểu là tập đế này cần phải được đoạn trừ. Rồi tới cái diệt đế, mình cần phải tác chứng là sao? Khi mà mình hiểu rồi á, thì mình biết á, là cái niết bàn mình phải chứng thôi, phải chứng ngộ thôi, không có cách nào khác hết. Và đạo đế này mình cần phải tu tập, có nghĩa là mình phải có cái con đường bát chánh đạo, mình cần phải tu tập bát chánh đạo. Tự vì đạo đế không thể chứng ngộ, không thể đoạn trừ, không thể biến tri, mà đạo đế đây mình cần phải tu tập nha cả nhà thì mới được thành tựu. Rồi qua cái trí thứ ba là tới sở tác trí, đây chính là pháp thành. Các tá nhà ná, đây là trí rõ biết mình đã biết cái điều mình đã làm, đã thành tựu đối với tứ thánh đế, tức là mình biết rõ cái khổ đế mình cần biết á, đã biết rồi, cái tập đế mình cần trừ á, đã trừ rồi, cái diệt đế mình cần chứng, đã chứng rồi, và cái đạo đế mình cần tu, đã tu rồi. Thành ra, Nguyên Như sẽ đi qua cái phần giải thích này, nếu mà cả nhà nghe một lần đầu tiên á, thấy nó xa xôi quá, tự nhiên những cái từ ngữ đó quý vị, nó hơi khó hiểu, nó hơi mông lung, nó hơi cao siêu quá đó. Nguyên Như xin qua một cái phần giải thích để cho mà nó ráng làm cho nó dễ hiểu một chút, để cả nhà có hiểu thêm chút xíu là không nha. Rồi giải thích á, thì ba cái trí này á, tức là sự thật trí, sở dụng trí và sở tác trí này á, có nghĩa là đây là các giai đoạn tuệ. Cái giai đoạn mở đầu á, là sự thật trí đó, đây là một cái sự giới thiệu về bốn cái chân lý. Bốn chân lý là gì? Đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Đây là một cái giai đoạn công nhận, hay là tiếng Anh gọi là recognition. Tức là mình phải công nhận ở đây là khổ, rồi đây mình phải công nhận đây là cái nguyên nhân của khổ. Đây là cái sự mà chấm dứt khổ, và đây là con đường đi tới cái sự chấm dứt khổ. Tức là mình phải công nhận, mình phải có recognition. Thì cái giai đoạn này nó có một cái tên khác nữa đó, là thị chuyển. Rồi mình qua cái giai đoạn thứ hai, hay còn gọi là sở dụng trí.
Rồi qua giai đoạn thứ hai này á, là mình sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút xíu. Hồi nãy mình mới nhận diện thôi, bây giờ mình tìm hiểu sâu xa. Đây là cái pháp hành cả nhà. Mình tìm hiểu sâu xa hơn vào bản chất của mỗi một cái đế, chứ không phải là mình nghe suông suông, mình rung đùi rồi uống cà phê mình nghe rồi mình hiểu. Không có, mình phải đi sâu vào cái bản chất từng cái trường hợp, mình nhâm nhi, mình suy nghĩ, mình lâu ngày con nó có thấm được vô chút xíu nào về cái sự khổ này không. Như sẽ đi qua một cái phần, tức là mình vô sâu một chút xíu nè. Đối với sự khổ đó, mình phải biết rõ cái bản chất của khổ và mình phải biết khởi lên một cái ước muốn là đoạn trừ khổ. Tức là trong tâm mình á, sẽ nói đây là khổ đế, là mình phải biết nè. Đối với tập đế thì sao? Mình phải hiểu rõ cái nguyên nhân nào và đưa đến sự khổ. Và khi mình hiểu rồi á, thì mình mới khởi lên cái ước muốn là phải đoạn trừ tất cả cái nguyên nhân gây khổ đó. Thì trong tâm mình á, sẽ phải có nghĩ tới đây là một cái tập đế mà mình phải đoạn đây. Rồi đối với diệt đế thì sao? Mình sẽ khởi lên một cái ước muốn được thanh thản, hạnh phúc, an lạc trong đời sống. Mà làm sao mà mình được như vậy? Thì mình phải có cái tâm suy nghĩ là đây là một cái diệt đế mà mình phải chứng. Mình chỉ có phải chứng được cái diệt đế này, mình mới phải thanh thản hạnh phúc trong đời sống được. Mà nếu mà cả nhà mà không có nghĩ đến cái chỗ mà mình phải chứng được cái này á, không có bao giờ mà mình được thảnh thơi an nhàn hết. Quý vị thấy không, ngày nào quý vị mở mắt ra cũng thấy từ khổ tới khổ, mà mình đụng bạn, người thân, người nhà, tất cả đều là khổ hết, làm sao mà diệt nổi. Rồi đối với cái đạo đế thì sao? Là khởi lên ý muốn tu tập theo cái con đường bát chánh đạo. Đây là mình phải khởi lên cái tâm á, đây là đạo đế cần phải tu. Đây là cái giai đoạn khuyến khích, mà tiếng Anh gọi là encouragement, còn có tên là khuyến chuyển. Và cuối cùng là cái giai đoạn thứ ba là sở tác trí. Giai đoạn này là đã thực sự giác ngộ về bốn cái chân lý rồi, tức là khi mà mình hiểu rồi, mình nhận biết rồi, mình hiểu rồi, mình thực hành rồi, thì đây mới là giai đoạn thứ ba, là cái pháp thành rồi. Đây nỗ lực hành trì bát chánh đạo, rồi sau đó là hoàn toàn diệt tận khổ đau mà đạt thành cái quả diệt đế luôn, là mới qua cái giai đoạn thứ ba, tức là niết bàn rồi đó. Tức là lúc này tâm mình đã biết rõ đây là khổ mà ta đã biết, đây là khổ tập mà ta đã đoạn, đây là khổ diệt mà ta đã chứng, và đây là khổ đạo mà ta đã tu. Đây là cái lời tuyên thuyết của Đức Phật khi mà Ngài thành đạo. Thì khi mà mình học tập theo Ngài, thì khi mà mình được cái giai đoạn thứ ba, thì trong tâm của mỗi hành giả chúng ta sẽ biết rõ cái câu này đây. Đây là khổ ta đã biết, đây là khổ tập ta đã đoạn, đây là khổ diệt ta đã chứng, và đây là khổ đạo mà ta đã tu. Cái giai đoạn thực hiện này, đây là cái giai đoạn thực hiện mà tiếng Anh có một cái chữ là realization, mà còn có một cái tên khác đó là chứng chuyển. Thành ra khi mà chư vị thấy cái chữ sở tác trí đó, nó cũng có một cái tên khác là chứng chuyển. Nguyên Như nghĩ thôi một chút xíu nữa, Nguyên Như ráng đi qua xong từ cái phần này mà mình ngừng lại một chút đó quý vị. Là coi như hồi nãy giờ cái công tình mình giải thích ra đó, nó sẽ đi xuống sông xuống biển hết. Thành ra cả nhà ráng một chút xíu ha. Cái phần này nó hơi dài. Nguyên Như xin, hồi nãy là Nguyên Như ôn qua cái phần mà ba luân bằng ba trí, rồi bốn đế là mình nhân ba với bốn là 12 rồi ha cả nhà. Thành ra cái phần đó mình thông qua. Bây giờ đó là mình đi theo cái hàng dọc. Hồi nãy là hàng ngang ha, bây giờ mình đi theo hàng dọc. Bây giờ mình phân tích từ trên xuống nè, mình đi tới khổ đế trước. Thì cái nhận thức á, là cái chuyện của sự thật trí. Khi mà mình cần biết rõ, tức là nhận thức khổ đế là sự thật trí làm việc. Cần biết rõ khổ đế, sử dụng trí làm việc. Mình đã biết rõ cái khổ đế rồi, lúc này là sở tác trí làm việc. Rồi xuống dưới cái phần B, tới cái phần tập đế, mình nhận thức được tập đế, sự thật trí nó làm việc. Mình cần đặng trừ cái tập đế, sử dụng trí nó làm việc. Mình
biết được là mình đoạn trừ được tập đế, lúc này cái sở tác trí làm việc. Quý vị nhớ lại nha, sự thật trí đó là pháp học, sở dụng trí là pháp hành, mà sở tác trí là pháp thành. Rồi tới cái phần C nhỏ là phần diệt đế. Nhận thức được diệt đế thì cái sự thật trí làm việc đây. Cần chứng ngộ diệt đế, sở dụng trí làm việc. Đã chứng ngộ diệt đế, sở tác trí làm việc. Rồi tới phần cuối cùng là phần đạo đế. Mình nhận thức được đạo đế, sự thật trí làm việc. Mình cần tu tập đạo đế, sở dụng trí làm việc. Và mình đã tu tập đạo đế rồi là sở tác trí làm việc. Khi mà cả nhà theo được như vậy đó, thì cả nhà thấy không, mỗi cái đế đó nó có tam chuyển pháp luân. Trong mỗi đế, quý vị thấy khổ đế không, có ba thứ nè: nhận thức cần biết rõ, đã biết rõ; tập đế nhận thức cần đoạn trừ, đã đoạn trừ; diệt đế nhận thức cần chứng ngộ, đã chứng ngộ; và đạo đế nhận thức cần tu tập, đã tu tập. Mỗi một cái này đó, chính mỗi một cái đế này á, quý vị thấy không, có tam chuyển pháp luân, có ba cái chuyển ở trong đây, ba cái luân ở trong đây cho mỗi thứ đế. Tức là làm sao, ba chuyển pháp luân của khổ đế là sự thật trí này, nhận thức về sự thật, về cái nỗi khổ đau, về cái phiền não, về cái sanh tử luân hồi. Rồi cái sở dụng trí, nó cần biết rõ cái khổ đế này. Rồi cái sở tác trí, nó thấy được là nó đã biết rõ được cái khổ đế này rồi. Qua tới cái tập đế thì mình cũng có ba cái chuyển pháp luân, có tam chuyển pháp luân ở đây nữa. Cái sự thật trí nó nhận thức được sự thật về các nguyên nhân của đau khổ, nó nhận thức sự thật về các phiền não nè, về sanh tử, về luân hồi. Rồi tới sở dụng trí thì nó cần diệt, nó biết là nó phải cần diệt trừ các nguyên nhân của sự khổ nữa. Rồi đến cái sở tác trí, là sở tác trí này nó đã biết là nó đã đoạn trừ được cái khổ tập đế rồi. Cái phần thứ ba, đây là tam chuyển pháp luân của diệt đế. Thì khi mà sự thật trí nó nhận thức được diệt đế là trạng thái vắng mặt của khổ đế, của tập đế và của đạo đế, thì đến cái chuyển pháp luân thứ nhì, đây là sở dụng trí, thì nó biết được là nó cần phải chứng ngộ cái diệt đế, tức là nó biết được nó phải chứng ngộ niết bàn. Tới cái sở tác trí là cái pháp thành, thì cái sở tác trí này biết được nó đã chứng ngộ cái niết bàn rồi, tức là chứng ngộ cái diệt đế rồi đó. Qua cái phần cùng là tam chuyển pháp luân của đạo đế, tức là chính là bát thánh đạo. Thì cái sự thật trí đó, nó nhận thức được cái bát chánh đạo, nó biết bát chánh đạo là gì, chi pháp là gì, tại sao mà bát chánh đạo là con đường trung đạo. Mình biết, mình hiểu rõ cái bát chánh đạo, giống hồi nãy giờ như đi qua đó, thì cái sự thật trí khi mình học mình biết được, thì lúc đó cái sở dụng trí nó mới biết được là nó cần phải tu tập như vậy. Khi nhận thức rồi thì nó mới nhận ra, ồ, mình biết rồi ha, bây giờ mình phải tu chứ còn đợi chừng nào nữa. Rồi tới cái sở tác trí, khi mình tu tập rồi á, mình đã tu tập trong cái bát chánh đạo này, là không phải là nhận biết là cần phải tu tập nữa, mà mình đang tu đây, mình cái đó, cái pháp thành đó, nó biết nó đã tu tập được cái bát chánh đạo, là cái chuyển pháp luân cuối cùng của cái đạo đế. Thì tóm tắt lại trong cái bài này đó, cái bài chuyển pháp luân này đó cả nhà, bánh xe chuyển pháp luân chính là cái bánh xe ba luân 12 chuyển. Đầu tiên á, là cái sự thật trí về tứ diệu đế, tức là hiểu rõ về cái tứ đế. Kế tới là cái sở dụng trí về tứ đế, có nghĩa là sau khi hiểu rõ rồi á, rồi mình bắt đầu mình nhúng tay, mình thấy mình cần phải thực hành. Rồi cuối cùng là sao, cái sở tác trí về cái tứ diệu đế, nghĩa là hoàn toàn giác ngộ về cái tứ diệu đế, đạt được thành quả an bình hạnh phúc. Quý vị thấy không, khi mà Đức Phật ngồi trong cái lúc cuối cùng mà Đức Phật chiêm nghiệm về bốn cái sự thật là tứ diệu đế, để mà ngài lúc đó ngài đi ra gặp năm anh em Kiều Trần Như để ngài giảng cái bài thuyết pháp đầu tiên á, mình nghe là tứ đế mà mình thấy sơ sơ như vậy, nhưng mà khi mà phân tích ra, nói hồi nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ mà không biết mình hiểu tới đâu luôn á cả nhà. Thấy nó rất là khó, cả nhà cứ nghiệm tới nghiệm lui thử coi, cái trí tuệ của Đức Phật đó thiệt là tuyệt vời á.
Rồi cái phần cuối cùng này Nguyên Như xin trích một cái đoạn trong kinh Chuyển Pháp Luân nè. Đến khi hỡi này các tỳ khưu, tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế dưới ba sắc thái và 12 phương thức đã trở nên hoàn toàn sáng tỏ. Chỉ đến chừng ấy, Như Lai mới xác nhận trước thế gian gồm chư thiên, ma vương và phạm thiên giữa các chúng sa môn bà la môn, trời và người, rằng Như Lai đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, và lúc ấy tri kiến và tuệ giác phát sanh đến Như Lai. Nhà Na Đát Xá Na, tâm của Như Lai đã hoàn toàn giải thoát một cách vững chắc, không còn lay chuyển, và đây là kiếp sống cuối cùng, không còn kiếp sinh tồn nào khác nữa. Dạ kính thưa cả nhà, Nguyên Như đã dùng cái thời gian một tiếng này để Nguyên Như ráng giải thích về cái ba luân 12 chuyển. Nguyên Như hy vọng là có thể rõ lên một chút xíu nào đó về cái phần tứ đế này mà hồi xưa mình cứ thắc mắc là ba luân 12 chuyển có nghĩa là gì. Thì quý vị cứ nhớ là mình lấy ba luân mình lồng trong tứ đế, rồi một cái phần khác mình lấy tứ đế mình lồng vô cái ba luân, giống như hai cái bàn tay mình á, mình đan lại với nhau đó, cái tay phải đan qua tay trái, rồi một cái hình thức khác là mình tay trái mình đan qua tay phải. Thì tức là mình lấy cái ba luân mình nhân với bốn đế 12 chuyển, rồi mình ngược lại mình lấy bốn đế mình nhân với ba luân là 12 chuyển. Nên mà nếu mà quý vị đọc sơ sơ qua đó thì quý vị không có để ý cái cách cấu trúc của cái bài đâu, nhưng mà đọc ngược đọc tới đọc lui đi, nó sẽ có một cái nó gọi là nó đang xuyên với nhau rất là chặt chẽ về cái tính hùng biện của Đức Thế Tôn đó. Ngài phân tích cái bài này rất là sâu sắc và rất là hay trong cái phần mà cái trợ cách chỉ trí thứ năm này đây á, thì nó được lòng mình được lòng một cái bài rất là lớn là cái bài Chuyển Pháp Luân này. Thành ra Nguyên Như thấy nếu mà không có chia sẻ thì rất là uổng, mà cái đó là sức người có hạn. Thành ra bây giờ Nguyên Như xin kính mời sư huynh Lý nha. Sư huynh Lý cũng coi bài phụ với Nguyên Như rồi, sư huynh Lý có thể là cho biết ý kiến. Dạ Nguyên Như xin mời anh ạ. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con xin trí kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con xin kính chào chư quý sư, kính chào toàn thể đạo tràng. Cái bài pháp ngày hôm nay cũng như nói rất là công phu mà rất là chi tiết. Xin xa rú, xa rú, xa rú. Cái bài này đó cố gắng trình bày như vậy là một cũng là rất là khá rõ ràng đối với những người Phật tử chúng ta nghe cái pháp tứ đế thì cái điều lần này là đương nhiên là không phải là lần đầu tiên. Tuy nhiên nghe cái pháp tứ đế trong cái trạng thái của tam luân 12 chuyển, cái góc độ mà khi một chúng sanh nhận thức được rằng cuộc đời này là khổ thì có cái trạng thái khuynh hướng tâm lý tìm cái con đường thoát khổ, và cái trạng thái khuynh hướng tâm lý thứ nhì sau khi có cái khởi lên cái ý muốn thoát khổ thì phải tìm cái nguyên nhân tại sao nó có khổ, và cái trạng thái tâm lý sau khi tìm được cái nguyên nhân mà nó cho cái khổ thì cái trạng thái tâm lý ấy tìm ra cái con đường, cái phương pháp, cái phương cách để mà tiêu trừ cái nguyên nhân mà cho tới cái khổ. Chúng ta rất dễ thấy cái điều này, lấy ví dụ như là chúng ta bệnh. Những người bệnh đi gặp bác sĩ nghe cái người bệnh nhân trình bày rằng đau cổ, đau tai, đau mắt, hoặc là những cái trường hợp nào nó xảy ra nó bất bình thường, nó đưa tới cái trạng thái khó chịu, bất tội nguyện thân tâm chẳng hạn, thì đương nhiên rằng người bệnh nhân đến tìm bác sĩ là để trị bệnh, tức là bệnh là cái khổ, và tìm cách trị bệnh tức là muốn hết khổ, đúng không? Thì muốn tìm cách để hết khổ thì người bác sĩ phải tìm ra cái nguyên nhân nào mà gọi là chẩn bệnh,
tức là tìm ra cái lý do, cái nguyên nhân nào mà nó cho ra có con bệnh này. Và sau khi tìm ra cái nguyên nhân, cái con vi trùng, con vi khuẩn, những cái trạng thái, những cái lý do nào nó đưa ra cái trạng thái đó, cái trạng thái bệnh nó đưa ra, nó cho cái sự khó chịu đó, thì cho thuốc hoặc là tìm những cái phương cách nào để mà xoa dịu, giảm bớt hoặc là triệt tiêu cái cơn bệnh bằng cách diệt cái nhân hoặc là cái nguyên nhân, cái lý do mà cho ra con bệnh đó. Thì trong đời sống thường, với cái khuynh hướng tâm lý chuẩn logic, thì đây là cái con đường mà Đức Phật cũng đã phải trải qua, mà cái nhà thấy, cái nhà nhận thức á, là cái khổ trong cuộc đời. Mà cái đặc biệt cái khổ trong cuộc đời á, là chúng sanh không thích khổ và tìm vui. Nhưng mà cái qua cái con mắt trí tuệ của Ngài, thì cái đặc biệt ở chỗ này chúng ta cần phải liễu tri nhận rõ là khi Ngài nhận thấy rằng trong cuộc đời này không có chỗ nào gọi là không khổ hết trơn. Một là khổ trực tiếp, hai là khổ gián tiếp. Vì sao gọi là khổ gián tiếp? Gián tiếp là vì cái khổ nó cũng đang chực chờ đằng sau cái vui, gọi là rất là mong manh, gọi là như vậy. Thì Ngài không có thỏa mãn đối với điều đó. Ngài cũng đã lặn lội trong tam giới 20 a tăng kỳ và trong ngàn đại kiếp, tìm ra con đường, cũng làm thử những cái nghề giống như thầy thuốc, rồi làm hết tất cả những phương pháp, rồi đi trong cả tam giới. Thì cuối cùng Ngài phát hiện ra, Ngài nhận thức ra, liễu tri ra rằng không có cái góc xó nào ở trong tam giới này mà cho được cái trạng thái gọi là thoát khổ cả. Thì Ngài mới nhận thức ra được nữa là cái nguyên nhân của khổ là cái tâm tham, là cái ái dục. Thì muốn dứt được cái ái dục đó, thì phải chấm dứt luân hồi sinh tử, và cái con đường đó là cái con đường duy nhất. Thì trở lại cái bài này, xin phép thì thời gian cũng có giới hạn, Nguyên Như trình bày rất là rõ ràng, rất là chi tiết, rất là mạch lạc. Đối với cái người nghe trong cái trạng thái tâm luân 12 chuyển, thì những người mới, những cái vị mới nghe thì nó có cái phần hơi khó hiểu. Tuy nhiên như Nguyên Như hồi nãy nó nói lại là chúng ta có cái bài đó, chúng ta trở lại chúng ta xem, thì từ từ rồi nó cũng sẽ rõ ràng thôi. Cái gì cũng vậy, phải qua cái sự tập tành. Không thể nào cái gì mà nhất thời mà nó có thể rõ ràng một cách nhanh chóng được. Phải qua cái là cái trùng dụng duyên, lập tới lập lui, coi tới coi lui, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, là chánh kiến, xong rồi chánh tư duy. Chánh kiến là đã học được cái đúng rồi đó, và chánh tư duy là phải suy nghĩ về nó, là mới thực hành về nó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đi qua cả bốn tám con đường đó, tám con đường mà bậc thánh đã đi qua và đã nhìn ra thấy được cái con đường, cái phương pháp để mà tu, thì trao lại cho chúng ta. Chúng ta giống như là những cái người baby còn tập đi, thì chúng ta cũng phải tập đi trên cái con đường đã được đi và đã được đến. Thì khi thực hành một cách thuần thục, nó thành cái trạng thái thường cận y duyên, phải làm liên tục và liên tục không gián đoạn, vô gián duyên, não vô gián duyên và trùng dụng duyên, tức là lặp đi lặp lại. Thì nó thành, nó tạo, nó phải bỏ, nó sẽ bỏ cái tập nghiệp cũ, cái gì thời nghiệp duyên cũ, và nó tạo thành một cái gọi là cận y duyên mới. Cái này là câu sinh nghiệp, nó thành ba la mật. Thì cái con đường này, cái con đường bắt buộc phải đi, cho nên nó gọi là đạo đế. Thì có một điều đáng nói là đạo Phật, cái con đường mà Đức Giác Ngộ, Đức Từ Phụ Giác Ngộ đã giác ngộ và đã thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác, là tứ đế này, giữa tất cả giáo pháp của Ngài là dựa trên tứ đế. Và không có, như Ngài đã nói là tất cả các sông đều đổ về biển, và biển có một cái vị mặn là vị giải thoát. Tức là sao? Cái pháp của Ngài á, Ngài biết cái sự hiểu biết của Ngài như lá trong rừng. Nhưng mà cái điều tại sao Ngài nói những điều Ngài nói như lá trong tay, là vì những điều Ngài nói là những cái điều thực tế cần thiết cho chúng ta, có giá trị đưa tới giác ngộ, giải thoát luân hồi, chứ không phải là những cái trí mà
có trạng thái thế gian, hoặc là những cái gì nó không có cái sự lợi ích. Mà tại vì Ngài là không có nói lời vô ích mà. Mà Ngài thì tới một cái khẽ cử cử tay, một cái nhấc chân, một cái cử động của Ngài cũng đều không vô ích cả. Cái trí tuệ, cái niệm của Ngài là đạt tới cái mức độ của một vị chánh đẳng chánh giác, gọi là toàn giác. Thì đương nhiên là nói với nhau để mà có một cái sự tưởng tượng tới một cái mức độ mà cái vì sao Đức Phật nói những gì Ngài đã nói và không nói những gì Ngài đã thấy rằng không cần nói. Thì đối với chúng ta, những gì mà Ngài đã nói ra tuyên thuyết là những sự lợi ích đối với chúng ta. Có thể là ngay lúc này chúng ta không thấy sự lợi ích đó, nhưng mà chắc chắn một ngày nào đó cái lợi ích của cái bài một bất tất cả một bất cứ một bài pháp nào đó nó cũng sẽ đem mang lại một lợi ích khi mà chúng ta tới cái giai đoạn đó. Thì xin trở lại cái vấn đề là cần phải tu là ở cái chỗ là nó có những cái yếu tố là phải học và phải thực hành trong trạng thái lặp đi lặp lại và tập một cách thuần thục. Thì xin rất là tri ân Như đã chia sẻ cái bài pháp này một cách rất là thấu đáo, và cũng cầu chúc tất cả đạo tràng chúng ta và cả trong chúng sanh bên bài giống bóng loài, do cái quả phước báo này mà một ngày nào đó tất cả chúng ta đều được thành tựu được cái tâm luân 12 chuyển này, tức là cái quan trọng nhất là thành tựu được đạo quả Niết Bàn. Pháp cần đã phải lưu tri thì đã lưu tri, pháp nào cái cần phải diệt, tức là tập đế khổ khổ tập, cần phải diệt khổ đạo đã tu và đã thành tựu, và cái khổ khổ là đã thành tựu. Thì còn mong tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ được thành tựu cánh quả phước như nguyện mong cầu. Xa được, xa được, xa được. Xa thú, xa thú, xa thú. Dạ, bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Con xin kính nhường mic lại cho chị Nguyên Trang. Dạ, xin mời chị Nguyên Trang ạ. Namo Buddhaya. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông và Sư Pháp Trang, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Hình như không có Sư Nguyên Thông thì phải. Dạ. Dạ, có Sư Nguyên Thông. Dạ. Dạ, sau đây con dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính kính cảm ơn Nguyên Như đã dành thời gian của mình để soạn bài cho lớp học và chia sẻ bài học ngày hôm nay ạ. Và kính cảm ơn anh Lý đã lên chia sẻ thêm để cho mọi người được hiểu rõ hơn ạ. Rất là xa thú, rất là hoan hỷ ạ. Dạ, sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh Sư Nguyên Thông. Không biết sư có trước máy không ạ? Dạ, con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi mà đạo tràng ôn bài với nhau ạ. Dạ, con kính nhân mít lại cho sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Mang năng tu sáp ba đề ba ta sáp ba bồ đề nu pha ve na sa da so thi pha văn tu thế pha ba tu sáp ba mang ga lăng ra khang tu sáp ba đề ba ta sáp ba dhamma nu pha ve na sa da so thi pha văn tu thế pha ba tu sáp ba mang ga lăng Rakang tu sap bade bata sap basankaha nu pave nasada sauti và bằng tu tê tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính chư ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodan tujirang rakkhan tu sa sanang. Akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodan tujirang rakkhan tu ratthake. Akasattha tha cha phum ma tha de wa na ga ma hit thi ka buôn nhang no anu mô đan tu chi răng rắc khăn tu nha ta yo. A ca sắc tha cha phum ma tha de wa na ga ma hit thi ka buôn nhang no anu mô đan tu chi răng rắc khăn tu ba ni no. Akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu no sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngục ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn Sức Nguyên Như và Huynh Lý đã chia sẻ bài học ngày hôm nay. Kính cảm ơn quý sư đã đến thanh với chúng con lớp học nhóm ngày hôm nay, và kính cảm ơn quý cô chú trong đạo đã đến với đạo tràng. Và sau đây con xin kính mời đạo tràng, hình như là ngày mai có học không vậy Nguyên Như? Ngày mai, hình như là ngày mai, cái này Nguyên Trang không biết nha. Không có thấy chữ Nguyên Như rồi. Dạ, ngày mai là giờ của sư pháp tính. Thôi, thôi mời Nguyên Như lên nha Nguyên Như. Cái Nguyên Trang không biết màn hình không có hả? Dạ, dạ Nguyên Trang thấy rồi. Vậy là bắt đầu mình nghỉ bắt đầu từ ngày mai. Dạ, tại vì ngày mai lớp sẽ đi xuống đại niệm xứ và đi xuống Florida đại niệm xứ dự lễ dân y rồi khánh thành đại niệm xứ ở dưới, nên đạo tràng nên room sẽ đóng cửa. Nguyên Như đóng cửa đến bao lâu vậy Nguyên Như? Nguyên Trang cũng không thấy nữa. Tới thứ bảy tuần sau. Dạ, như là mình nghỉ hết luôn ạ. Mình nghỉ hết tuần này hết tuần sau luôn. Dạ đúng rồi, đưa mic cho Nguyên Như rồi xa thú nha. Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Dạ kính thưa đạo tràng, tự vì nguyên một cái ban Nguyên Như kỳ duyên sẽ kéo nhau đi xuống hết mười mấy vị luôn, thành ra không có ai ở nhà phụ với sư Tâm. Có thể là sư Tâm có nói Nguyên Như là có thể là sư Tâm sẽ mở cửa, sư Tâm buồn quá ở nhà một mình, thành ra mở cửa lên tụng kinh thôi. Thành ra nếu mà cả nhà muốn vô học thì vẫn vô, không biết là sư Tâm có thích mở hay không. Tùy hỷ, nhưng mà giảng sư là sẽ không có vô. Dạ, thầy kinh thì cũng nghỉ. Thành ra nếu mà vô thì giống như tụng kinh ngồi thiền, rồi ngồi hỏi sư Tâm này kia, rồi luận đạo với nhau. Nếu mà anh thính pháp với anh chị Kim Dung mà buồn thì cứ việc vô. Nguyên Như nghĩ là sư buồn, sư cũng vô, giống như là quán cà phê Nguyên Như kỳ duyên. Còn nếu mà học thì không có học, tự vì giảng sư tự lớp mình không có đủ đó, thành ra học tới học lui rồi giảng tới giảng lui rồi chư tăng cũng mất công quá, thành ra chư tăng sẽ nghỉ. Và Nguyên Như xin thông báo như vậy, tức là hôm nay ngày mai là ngày của sư pháp tính sẽ nghỉ một khoảng 10 ngày, rồi tới hết tuần sau là tới tức là sư đâu Như vậy là thứ sáu tuần sau cũng không có vô học được rồi. Nguyên Như sẽ bạch với thầy kinh là cũng không có về kịp luôn. Tức là nguyên một ban đi tới từ thứ năm tuần này cho tới thứ bảy tuần sau đến cái lễ dân y luôn đó cả nhà. Thành ra tức là ngày 19 Tây đó, thứ hai ngày 19 Tây tháng 10 mình mới trở lại học ha cả nhà. Rồi còn nếu mà vị nào thích vô mà mình đọc tụng kinh với sư Tâm, hoặc là
sẽ ngâm kệ kinh với sư tâm thì mình cứ vô giống như là mình vô sinh hoạt thôi, nhưng mà không có học nha cả nhà. Dạ, dạ cũng như xin xin xuống mít ạ. Nếu mà có tụng phía thăm bác. Rồi, bữa bữa đó là xin mời chị Kim Nhung nè, anh Thính Pháp với lại anh Giang Nhất Hạ, nếu mà mình vô được thì cứ việc ra ra nghề trổ tài nha, lên tụng kinh nha. Ok. Rồi, Nguyên Như sẽ quay trở lại lớp. Dạ, cảm ơn sư thú cả nhà. Xin gặp lại ạ.